temps que tu te souviens des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson, nous deux ensemble, toi qui m'aimais. Je t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire une pluie. Et la mer efface sur le sable des amants et génies. Devant les lits, by my window, the autumn leaves of red and gold. Sunburned hair I used to hold. See, you went with me, is your home, and soon I'll be with the song. But I miss you for so long, my darling. La vie, c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de la mer efface le sable, les pas des amants et des unis.
Dạ, vừa rồi là tiết mục Autumn Leaves của nhạc nhạc Ngoại quốc và được thể hiện qua hai giọng hát Thúy Hà và ca sĩ Bạch Lan. Xin cảm ơn nhạc phẩm là Nếu Có Yêu Tôi. Cảm ơn bác sĩ Lan Hương, cảm ơn bác sĩ Yến Thủy, cảm ơn cô giáo Vân Châu và dược sĩ Ái Trang, cùng với sinh viên trường y cô Tường Vi. Và chị thấy là giọng hát của chị Bạch Lan cũng như là chị Thúy Hà đã tham gia rất nhiều lần trong chương trình và giọng hát lúc nào cũng rất là nồng cháy, bay bổng và đặc biệt chạm đến những khán giả để sự giúp đỡ ngày càng nhân rộng và được lan tỏa trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, kể từ khi hoạt động cho đến nay thì Giữ Cơm Trên Tường, Bữa Ăn Cho Bệnh Nhân Nghèo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng rất là nhiều. Đến nay thì chương trình đã cung cấp gần 200.000 dĩa cơm cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên toàn thành phố. Và khoảng đầu tháng 5 2019 thì chúng tôi sẽ kỷ niệm dĩa cơm lần thứ 200.000. Và một cái điều rất là đặc biệt trong đêm nhạc ngày hôm nay đó là chúng ta tổ chức đêm nhạc để cùng tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã chia tay với chúng ta hơn 18 năm qua với những ca khúc của ông đã làm say đắm lòng người và những kiệt tác của ông mãi mãi mang những thông điệp rất tốt đẹp về cuộc sống. Và một cái điều rất là hay là ngày 1 tháng 4 sắp tới đây, ngày tưởng niệm sự ra đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã tổ chức tuần lễ nhạc Trịnh Công Sơn và Google đã đưa hình ảnh của ông lên trang mạng của mình. Và một trong những cái điều cũng rất là sôi nổi trong những ngày vừa qua đó là ngay tại hôm nay tại sân vận động Hoa Lư cũng đang diễn ra đêm nhạc gọi tên bốn mùa trong khuôn khổ tuần lễ nhạc Trịnh Công Sơn. Và tối ngày 1 tháng 4 năm 2019 tại đường sắt Sài Gòn, một đêm nhạc Trịnh Công Sơn cũng được tổ chức. Sau đó hai đêm tiếp theo, tức là ngày 2 và ngày 3 tháng 4, ngay tại nhà hát này luôn, sẽ có hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn, như hồi nãy đạo diễn Hu Luân đã thông báo, sẽ được ca sĩ Nhật Bản là Tokiko Kato, người đã dịch ra rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ra tiếng Nhật, cùng với nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam tham gia biểu diễn. Và chương trình Giữ Cơm Trên Tường, Bữa Ăn Cho Bệnh Nhân Nghèo, rất vinh dự khi được là một trong những đơn vị thụ hưởng đóng góp từ thiện của tuần lễ nhạc Trịnh Công Sơn năm 2019.